xe nè. Anh không được hả? Mày lấy điện thoại chụp. Cái này đâu phải máy chụp hình. Máy chụp gì cũng vậy trơn á. Chụp anh quay video trực tiếp thôi, đừng hỏi ra lấy máy anh bán lấy máy không. Không, tôi nói thiệt á. Như mấy chiếc này là mười mấy triệu đấy hả? À, mười mấy chứ, mười mấy hai mấy trở lại hả, chứ không hơn hả, ba mấy nữa hả? Là về mình phải đăng ký giấy nữa hay sao? Phải về làm sơ sơ cho nó coi cái người cũ bạn qua đây nó mua, không biết xe này là Nhật luôn hay sao anh? Nhật chính gốc luôn hả? Tay ga của Nhật 50 hết. Bay xì lạ quá, và chiếc này lạ quá, 50 phân khối hả? Cái này đời nó khoảng mấy à? Nó dành à? Cười về này cho đi chợ rồi. Đây chiếc này cái này là xe nội địa của Nhật hay sao anh? Đúng rồi. Chủ giờ mình về là mình làm giấy hay sao? Tự làm hả? À, có nghĩa là mua về bán gì đứt đuôi gì đó phải không? Năm mươi máy nó, này nó đâu có FI á? Có giá tiền luôn á. Cái này thì thường nè ha, xăng nè, đồ mũ đồ nhóc á, coi chiếc này nữa. Charlie cúp từ luôn. Con đào phụ tùng không thì mình có bán không? Dạ. Phụ tùng không á, ví dụ như mình mua cục máy không được không? Ừ. Mua nguyên con nha. Như cái này giá nhiêu anh biết không?
Mấy này không biết đi tham quan như ông. Đi tham quan gì đó hả? Con xuôi ngon. Con xuôi hả? Chứ giờ mình phải coi lại cái giờ chưa có biết làm sao chứ. Mấy cái đầu âm ly nữa ha. Quá trời âm ly. Đủ màu đen hết. Gì mà gách nó chạy từng câu hết trơn. Trăm von, điện trăm von không à, này về chuyển. Như cái bộ này là nhiêu anh? Em về em mới hỏi, cái bộ này phải nhiêu tiền? Không biết luôn, cháo này. Rồi, không biết luôn. Cái như mấy cái đầu này nhiêu em? Biết đầu nào đâu, nhiều loại lắm quá, nhiều giá loại lắm hả? Nó nhưng mà nó khoảng nhiêu? Anh đi xin xôi á. 2 triệu tới 120 triệu vậy đó. Vậy đó hả? Tại vì anh về anh tham khảo anh mới biết, về đưa cho mấy bạn coi nó mới biết nó hỏi. Như bây giờ có cái đầu nào với xài ngon ngon giới thiệu anh thử một cái. Anh bán không có thử không biết đâu. Không biết luôn hả? Bán mù luôn. À bán mù không, ở đây mình bán mù luôn ha. Dạ. Thì 1 2 triệu thì là có đó hả? Ở đây mình có cái mixer không em? Mình cao kê rồi đó. Nó mù không hả? Dạ. Rồi về tự xử. Dạ. Còn cái mà nó thành phẩm rồi là mắc hơn phải không? Không có bán thành phẩm đâu. Không thấy mà thấy mấy cái quậy đằng kia kìa. Chắc chắn mắc hơn. Ừ. Nghĩa là bao xài là mắc hơn ha. Nói chung là hàng bãi, nó ổng là hàng bãi. Hàng bãi. Ừ. Rồi máy móc là hoạt động ok hết phải không? Ok hết. Xe bán là phải ok. Ừ. Cho số điện thoại đi, trời ơi, để giới thiệu cho. Mình cũng mê nữa nhưng mà để về coi, nếu mà mình mà có một chiếc màu hả? Cái này nè. Cái này nó có 3 màu. Ừ. Màu trắng nữa. Màu trắng nữa hả? Em giờ anh coi cái này. Ăn đọc nha các bạn. Mobilet ha. Máy này thì của nước nào? Nói chung em cũng biết nước nào, gặp hàng bãi hàng kho giờ. À, có nghĩa là hàng là mình để có coi. Là hàng bãi. Để coi chi tiết cái nè, để cho bằng đạp nè. Nè màu trắng nè. À, rồi để hỏi chỉnh hình. Đây cái bằng đạp nè. Cái máy nè, máy này còn sáng quá ta. Nó không có đề à, nó không một cái là cháy, đập cái là cháy. Đây. Là nếu em quay khi nào mà máy gì đó là cái số điện thoại em cho đó là kết bạn Zalo với em quay lên nổ máy trực tiếp cho con. Ừ. Mới nãy đi về kêu quay lại coi giùm. Trời ơi. Nói ổng hàng này là hàng xe bãi. Xe bãi. Tài thắng nè. Rồi mấy cái chi tiết này rồi 12 triệu có thương lượng gì không? À giảm phí vận chuyển rồi chút đỉnh ha. À này khóa nè, cái này khóa lại nè, thắng tay nè, bóp vô gì nè, bóp vô gì là để là mình đạp sâu vô nè, đạp nha, đạp. Còn thả ra là đạp máy, đạp một cái là nó cháy rồi. À đạp bây giờ nó vụt ha. Rồi đây đâu không được
Cái coi chi tiết mấy cái này nè, này cái thắng này. Vỏ này là của ai vậy ta? Vỏ ở Việt Nam thì có bán hết. Có bán hết ha. Coi cái size nó, chủ yếu cái size. Size rồi, chỉ có cái số size thôi, chẳng số size là có sợ nữa cái mình coi hiện tại nó đóng rồi mọi người. Rồi. Cái dĩa bên đây ha. Anh đập máy hả? Ừ, để coi chi tiết một cái nha. Cái này mình có cái phiên bản bánh căm không vậy? Không, bánh nó vậy vậy anh ơi. Bánh căm thế vậy chứ nó đẹp hơn đó. Xe nó. Có nghĩa là cái này là nó có sử dụng chưa ta? Hay là mới hàng hàng bãi thì em nghĩ cô chắc nó cũng đã có rồi. Có chút đỉnh nè ha. Nhưng mà thấy còn bán quá nè. Chạy cũng êm quá ha. Rồi cái này cái nhúng là êm không anh? Đâu anh đè đúng anh đè thử ra đè nó phải hơi đầy đủ rồi. Nó cũng đúng ngon đúng như ừ. Thôi thử đi. Là về là tự sửa ha anh? Bán vậy đưa chọn gói vậy thôi hả? Dạ. Xe nội địa 3,6 triệu. Từ 1,5 triệu tới 3,6 triệu. Chị nói dĩa này dĩa của dài hàng Nhật á. Hàng Nhật hả? Dạ. Như cái dĩa này nhiều 50 luôn đó, dĩa cá đó. 50 là đảm bảo là của Nhật thiệt luôn đó hả? Là nhập từ bên Nhật về đó hả? À. Đây cái dĩa Nhật 50 không hả chị? 50. Tô này cũng 50 luôn. Tô 40. Như mấy cái chén này. Cái 15 mấy cái thố rồi nọ hả? Cũng cả. Đủ giá hết trơn ha, để tham khảo coi. Vậy là mình chiên ba cái đồ sành sứ. Sành sứ đồ mấy này là Nhật không đó hả? Coi cái này gì ngộ vậy ta? Để biết có dịp ghé ủng hộ. Như cái bếp ga này mắc không chị? Bếp ga thường này 2 triệu à. Có nướng này là mắc hơn nè hả? Nướng luôn mà còn nướng loại nướng trước thì 7 triệu rưỡi. Đây đây hả? Bên đây 6 triệu. 6 triệu nè. Ừ, cái 6 triệu còn bếp này 3 triệu rưỡi. 3 triệu. Nướng rồi phải bỏ dây này là 2 triệu. Ừ, thì cũng câu ra vô xài đi chứ đâu có ga, nướng ga bình thường. Biết ga có là nướng. Đây biết ga nội địa đây.
Như cái trong bọc này là mắc đây hả chị? Hai triệu rưỡi rồi ha. Rồi mấy cái này đồ cổ hay gì? Bình cổ hả? Bình cổ này mắc không? Không có giá, để giá sẵn thì sao biết? 2 triệu hả? Ồ, đá thiệt à. Đá nặng kịch. Này chắc cũng cả triệu hả? 800. Rồi. Trời nhớ giá hay dữ vậy trời. Không. Không có để giá hết trơn mà chụp vô cái. Rồi chụp vô cái nào nhớ cái đó liền. Có giảm gì không chị? À, đây nè, đồ đồ cũ không, đồ nghĩa địa, đồ Nhật. Rồi để có dịp qua thì nhu cầu. Thôi đâu có đâu. Vậy cho mấy thằng bạn coi. Mấy này 2 triệu mấy đó hả chị? À này 7 triệu rưỡi hả? Chị. Này cầm về được không? Bình thường. Kéo này ngoài này là 7 triệu rưỡi không đó hả? Ở trên này cũng vậy luôn. Bên đây 5 triệu. Cái này nó có cần kết nối điện gì không chị? Ta thấy nó có mấy cái nút chỉnh nè. Chỉnh giờ xài pin hả? Mà xài pin hả? À xài cục pin. À đây xài cục pin. Không kết nối điện gì hết. À, mấy chức năng này còn hoạt động không? Tôi này đẹp quá ha. Mấy cái co ra này.